Anh em, lâu rồi tôi lâu lâu rồi tôi không quay clip đóng hàng. Hôm nay tôi quay clip tôi đóng hàng chuyển cho anh em này. Nên là bộ lăng xê vẫn bán cho anh em. Đây tôi xin nói là cái này là tôi không bắt bất cứ một anh em nào mua cả. Và nói thẳng ra là có bắt cũng không được. Nên là mấy cái bạn mà cứ hay nói luyên thuyên đấy, tôi khuyên là tốt nhất là thân ai người ấy lo. Tôi bây giờ có những lời nói trái khoái là tôi cũng không nói nhiều làm gì, tôi không việc gì phải nói nhiều cả, tôi sẽ chặn luôn, tôi cũng sẽ không trả lời những cái bình luận như linh tinh nữa, rất chi là mệt. Ai cảm thấy bổ ích thì xem, ai không thấy bổ ích thì thôi. Kể cả về những cái video đi câu cũng thế, tôi không phải là chảnh hay là ý nọ ý kia, nhưng mà tôi lên tôi làm cái kênh video này với một cái mục đích rất chi là đơn giản, mục đích hướng dẫn những anh em mới học câu đấy. Những anh em nào mà tôi xin nhắc lại là tất cả những cái anh em mới học câu có thể vào kênh của tôi, rất chi là nhiều kiến thức để cho anh em có thể học hỏi, làm ra được những cái bài thính đơn giản anh em câu có thể lên cá. Đấy là về cái môn câu lục. Thế còn cái lăng xê này thì người biết câu người không. Hôm nay là cái món lăng xê này là câu dễ nhất trong các loại câu, nó cũng như là nó khó hơn câu đơn một chút thôi. Để tôi cũng xin trả lời nhiều anh em cái vấn đề này, rất nhiều anh em hỏi là câu lăng xê có cần phao hay không. Để tránh trả lời nhiều, tôi cũng xin trả lời anh em là câu lăng xê không cần phải câu phao, và cũng có cần phải câu phao. Câu phao trong cái điều kiện như nào và không câu phao trong cái điều kiện như thế nào. Anh em cần câu phao trong cái điều kiện mà bùn nhiều, sâu và bùn thối, anh em sẽ câu phao, câu bềnh treo cái lưỡi lăng xê của mình lên thì nó sẽ không bị lẫn với cả mùi bùn. Thế thôi. Thế còn bình thường nếu mà nước hồ, nói chung là hồ mà ít bùn thì anh em không cần phải câu phao. Xốp này để đóng này. Đấy là về cái vấn đề lăng xê. Thế còn cái lăng xê của tôi là không phải câu cá chim, tỷ lệ đóng cá chim lên là 50-50, bởi vì cá chim anh em câu bằng cáp, không câu bằng cái này. 1, 2, 3. Và cũng đây cũng xin nói luôn anh em lấy ít nhất 3 bộ tôi mới chuyển. Anh em nào, nên là hy vọng sau clip này đừng anh em nào nói bảo tôi lấy một bộ, tôi lấy hai bộ, tôi để lại số điện thoại, nếu mất công tôi liên lạc. Tất nhiên là khi tôi làm các cái video ấy thì có rất nhiều các cái thành phần khác nhau. Thế nhưng mà một khi mình đã đứng lên mình làm một cái gì đấy thì chắc chắn là cũng sẽ có lời nọ lời kia, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi chấp nhận theo kiểu của tôi. À đấy, còn tôi xin nói một cái vấn đề nữa mà rất chi là nhiều anh em hỏi. Tôi hy vọng là anh em xem cái clip này, đừng có tua. Bởi vì tôi vừa làm tôi vừa chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi. Anh em hay hỏi về cái vấn đề thính chậu, rất chi là nhiều anh em hỏi vấn đề về thính chậu như thế nào. Thính chậu nó chính là cám gạo và đậu tương.
rang vàng xay mịn thì nó chính là tình trạng. Cái này anh em có thể tự làm. Thường tỷ lệ của nó là ngon, nó là khoảng 8 lạng cám gạo và 2 lạng đậu tương. Anh em có thể mang ra lò bánh mì nhờ người ta sấy cho, mất không đáng bao nhiêu tiền cả. Anh em nên sấy chục cân một. À đây, cái này là có một chút đồ tôi lấy hộ một bạn ở trên Gia Lai. Vâng, vừa xong thì cũng tưởng là khách nhưng mà hóa ra là khách chộp, là anh em đến chơi thôi. Anh em cũng theo dõi kênh của tôi rồi thế lọ thế kia trên YouTube đấy, anh em đến chơi thôi, không phải là khách hàng của quán, nhưng mà là chỗ anh em câu kéo với nhau. Tôi lúc đấy thì tôi nói tôi cũng có nhớ đó, tôi nói nhầm là cám gạo mấy cả đậu tương, tôi xin lỗi anh em. Nó là cá, nó là gạo, anh em mua cái gạo dở dở thôi, mua gạo rẻ là mua cái gạo người ta nấu rượu ấy, nên là gạo mấy cả đậu tương chứ không phải cám gạo, xin lỗi anh em. Nó là gạo nhé, 8 lạng gạo và 2 lạng đậu tương. Anh em sẽ rang hơi cháy một chút, rang xém 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 vàng, xém vàng rồi bắt đầu anh em bỏ ra xay mịn giúp tôi thì nó chính là thính chạo. Đây, tôi sẽ hy vọng anh em xem clip này không còn ai hỏi về cái vấn đề thính chạo là cái gì nữa. Ok, bây giờ tiếp tục trong cái quá trình đóng hàng. Đấy, một cái tôi xin nhắc trong cái vấn đề mấy anh em lấy lăng xê này, cái gói mồi của tôi tặng anh em ấy, có rất nhiều anh em trước khi lấy hàng thì tôi cũng có, trước khi anh em lấy thì tôi cũng có nói là khi mà các bạn nhận được hàng các bạn sẽ gọi điện cho tôi sẽ hướng dẫn các bạn trộn riêng cái gói mồi này khi các bạn đi câu để các bạn trải nghiệm. Chứ cái tôi hướng dẫn là nó cũng không có ở trên mạng. Thế nên là có rất chi là nhiều anh em về không quên hay là hào hứng quá gì đấy, quên không gọi điện cho tôi. Bởi vì tôi xem đơn hàng thì tôi biết cái tỷ lệ gọi điện cho tôi nó rơi khoảng 70%, có nghĩa là 30% không gọi điện. Tôi nói thật là ví dụ như kiểu có một hai anh em thì tôi có thể nhớ, tôi có thể gọi điện khi người ta lấy hàng được rồi, tôi check cái đơn hàng kiểm tra mà người ta đã nhận rồi thì tôi có thể là tôi gọi điện tôi hỏi được. Thế nhưng mà bây giờ rất nhiều anh em, làm sao tôi nhớ được những ai mà tôi gọi điện tôi hỏi. Thế nên là anh em tốt nhất là khi nhận được đồ chủ động, khi trước khi đi câu chủ động gọi điện cho tôi sẽ hướng dẫn các bạn trộn sau. Đấy, vấn đề như thế thôi. Đấy, còn về cái vấn đề tôi cũng xin lỗi là tôi không chia sẻ số điện thoại của tôi trên mạng, bởi vì là có rất nhiều vấn đề phức tạp ở đây, có thể là có một số bạn không thích tôi hoặc thế nọ thế kia, sẽ thế nọ thế kia, nhưng nên là tôi sẽ không cho số điện thoại của tôi trên mạng. Tôi rất mong tất cả các anh em thông cảm. Đấy là lý do tôi không cho số điện thoại trên mạng. Còn mấy anh em cứ bảo là cho xin số để hỏi một số cái vấn đề nọ, vấn đề kia ấy, thì tôi cũng xin nói luôn. Anh em hỏi bất cứ một vấn đề gì về câu kéo, nếu mà tôi trả lời được hoặc không trả lời được, tôi vẫn sẽ trả lời các bạn ở trên cái bình luận khi các bạn hỏi đấy. Thế nên là anh em mà ví dụ lấy lăng xê thì để lại số điện thoại thôi. Thế còn mấy anh em muốn hỏi cái gì về vấn đề câu kéo, anh em cứ hỏi trực tiếp ở trên ý, tôi chắc chắn tôi sẽ trả lời anh em 100% luôn, trong vòng một ngày, có nghĩa là các bạn hỏi trong vòng 24 tiếng chắc chắn là tôi sẽ trả lời. Bởi vì một ngày thường thường tôi sẽ vào kênh khoảng 2 lần, một lần buổi sáng và một lần vào buổi tối, tôi sẽ trả lời tất cả các anh em. Thế cũng tùy, có những hôm thì tôi rảnh thì tôi ngồi thì tôi trả lời có thể là vài tiếng đồng hồ tôi vào một lần, vài tiếng đồng hồ tôi vào một lần. Ok bạn vào đây đi, vào đây chụp cho.
À, tôi cũng tiện thì tôi cũng xin nói với anh em là tôi không phải là chỗ bán đồ câu, tôi chỉ bán duy nhất cái lăng xê này thôi. Thì cũng là do mới đầu thì là tôi hướng dẫn anh em buộc lăng xê đấy, thì xong rồi mấy bạn bảo là buộc cho bạn ý, hôm nay là từ chối mãi. Xong rồi cuối cùng lại cũng ở gần nẻ nang lấy thì tôi buộc dần dần cuối cùng buộc 3 bộ, xong rồi 5 bộ, xong rồi 10 bộ lăng xê. Cuối cùng thì buộc xong thì nó cứ thừa đồ thế, nó lại thừa một hai bộ, thừa vài bộ. Thế xong là cuối cùng thì tự dưng nó thành buộc lăng xê bán thôi. Thì tôi cái này đây là nó phát sinh từ khi tôi làm kênh video mà tôi hướng dẫn anh em câu cá, chứ nghề của tôi không phải là cái nghề buộc lăng xê này. Tất cả những anh em mà đã đến quán của tôi, đã đến đây chơi nói chuyện với tôi thì mới biết là tôi không phải tôi sống vì cái này. Tôi nếu mà sống vì cái này được thì tôi đã sống rồi, tôi có rất nhiều cái khác. Tôi đây không phải là nghề của tôi, nên là đừng, anh em đừng hỏi là chỗ bạn có bán lục hay không, rồi cần câu hay không, này xin trả lời luôn là mình không bán những cái đấy, các bạn thông cảm. Thế còn về vấn đề tư vấn ấy thì mình có thể tư vấn cho các bạn lấy những cái gì mà mình cảm thấy là hợp lý theo bản thân của mình thế thôi. Trên cái kênh ấy thì tôi ai tôi cũng quý cả. Tôi lập ra cái kênh này với cái mục đích là tôi muốn là tất cả những cái em mà muốn câu cá ấy, mà đam mê câu. Ở thôi hết xốp rồi, chờ tôi một chút, tôi đi lấy một ít xốp. Đấy, tôi làm cái kênh này với cái mục đích là không phải là anh em lên trên này để mà cãi nhau, để mà chửi nhau. Tôi làm cái kênh này với mục đích là quy tụ những anh em thích câu cá lên, có thể là chia sẻ những cái đam mê, những cái thú vui của mình lên đây. Tôi muốn gom nó lại giống như kiểu là một cái gia đình nhỏ thế thôi. Thế còn những ai mà cảm thấy không thích thì tôi cũng không có bất cứ một cái quyền gì để mà ép người ta phải thích cả. Có thể là với tôi cái số lượng ví dụ như khoảng 30.000 người xem trên một ngày, có thể là số lượng đấy rất chi là lớn đối với tôi. Thế nhưng mà so với một số kênh khác thì có thể là số lượng đấy nó vẫn còn quá nhỏ. À, ví dụ là như thế đi. Thế nhưng mà tôi cần cái số lượng ít nhưng mà biết quan tâm, biết thực sự chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau thì nó sẽ khác cái số lượng nhiều. Tôi cần cái chất lượng chứ tôi không cần số lượng. Nên là anh em mà đã lên trên này, mà đã đăng ký cái kênh của tôi ấy, mà đã coi nhau như một gia đình, tôi hy vọng là anh em sẽ biết trân trọng những cái lời nói của mình, cử chỉ của mình, làm sao để cho nó hợp tình hợp lý mà người ta nghe được, mình cũng nghe được thế thôi. Trước khi nói cái vấn đề gì đấy thì thôi cứ đặt bản thân mình vào đấy trước, sau đấy rồi hãng nói. Tôi giúp đỡ được gì anh em thì tôi giúp, còn những cái vấn đề gì mà không giúp đỡ được thì tôi chịu. Tất nhiên là tôi vẫn trả lời anh em thôi, là tôi không thể giúp đỡ được cái vấn đề này chẳng hạn, hoặc vấn đề kia là tôi không thể giúp đỡ được, hoặc là cái này tôi không biết thì tôi không dám nói thế thôi. Cái gì biết thì tôi sẽ nói, biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết.
không biết loanh quanh cứ nhận bừa thành biết, cuối cùng thành dở hơi à. Tôi mong tất cả các anh em đăng ký kênh của tôi có cái sự tôn trọng lẫn nhau. À đây này, cái shop tôi gửi cho anh em để câu lăng xê này. Cái bây giờ anh em mà ví dụ lấy lăng xê, anh em không cần phải nói là nhớ gửi cho mình shop nhé. Các bạn cứ yên tâm, bởi vì nếu mà có mỗi ba cái bộ lăng xê ở đây, các bạn thấy cái hộp nó như này, mà mỗi có ba bộ lăng xê mà cho vào trong cái hộp thì nó rất chi là bé, lộc cọc mà, bắt buộc mình phải cho thêm xốp vào cho nó nhiều một chút. Ok, đấy thì cái lượng xốp này thì anh em câu chắc chắn là nếu mà câu lăng xê anh em câu cả năm không hết được đâu, nên là anh em cứ yên tâm. Rồi ok, rồi tôi thì vẫn tiếp tục đóng hàng thôi, nhưng mà tôi xin phép là dừng cái video ở đây. Tôi xin chốt, nói chung là nói thì còn nhiều thứ lắm mà tôi không, bây giờ nhất thời tôi không nghĩ ra. Khi anh em cần hỏi vấn đề gì thì cứ hỏi, tôi giúp đỡ được gì tôi sẽ giúp, không vấn đề gì không giúp đỡ được thì tôi sẽ không giúp. Một lần nữa tôi xin mong tất cả các anh em theo dõi cái kênh của tôi biết trân trọng lẫn nhau và coi nhau giống như một cái gia đình nhỏ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã đăng ký cái kênh của tôi và theo dõi rồi lên có những cái lời động viên an ủi thế nọ thế kia. Tôi nói thật là anh em khi mà trộn thính mới biết không phải là đơn giản để ra một cái vấn đề mà trộn được một cái thính, không phải là không mất chi phí mà cũng không phải là tự thích làm là làm được đấy. Những anh em mà đã đi câu lâu rồi sẽ hiểu vấn đề là để muốn làm một bài thính nó không phải đơn giản. Rồi ok, chúc tất cả mọi người ai cũng lên cá.